Trong cơn mưa chiều ngày 25 tháng 9, chuyến xe chở hơn 100 bà bầu về quê Quảng Ngãi tránh dịch đã lăn bánh. Đây là các thai phụ đã gần đến kỳ sinh nở, từ 32 tuần đến 36 tuần tuổi trở lên, có nguyện vọng về quê sau khi thành phố Hồ Chí Minh giãn cách một thời gian dài. Chị Trần Hồng Gấm vừa mừng vừa tủi, mừng vì sắp được về với quê hương, nhưng lại tủi vì đợt về quê lần này chỉ có một mình chị được về. Trong số này có 71 thai phụ đang làm việc sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, 21 thai phụ ở Bình Dương và 18 thai phụ ở Đồng Nai sau một thời gian dài mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Các thai phụ đã được Hội đồng Hương tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ đón về quê tránh dịch. Đây cũng là đợt đón người về quê lần thứ 3 của tỉnh Quảng Ngãi. Bắt đầu từ 13 giờ chiều, rất nhiều thai phụ đã có mặt cùng con nhỏ tại bến xe miền Đông. Trước khi lên xe, các thai phụ được nhân viên phát đồ bảo hộ để đảm bảo phòng chống dịch. Đến 14 giờ chiều, trời đổ mưa tầm tã, khiến công tác hỗ trợ, sắp xếp hành lý và di chuyển gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn, nhân viên bến xe đã dầm mưa đón các thai phụ từ cổng vào và hỗ trợ từng người lần lượt lên xe. Chị Phạm Thúy Vân, 26 tuổi, chia sẻ. Công việc của chị là giáo viên mầm non, chồng làm trong công ty quảng cáo. Hiện chị đang mang thai đứa con đầu lòng. Niềm vui chưa trọn vẹn được bao lâu thì dịch Covid-19 kéo đến. Chị không thể đi làm, chi tiêu của gia đình hoàn toàn dựa vào chồng. Dù gần đến ngày thai kỳ, nhưng dịch vẫn còn căng thẳng. Từ nhiều ngày trước, chị đã đăng ký về quê với mong muốn được sớm trở về nhà với bà mẹ. Xin ở đây em cũng sợ là nhiều bệnh viện dịch đó, đang điều trị F0 này kia, cũng mình sợ là cô mình không lái với lại đăng ký, mình cũng không có biết cách đăng ký hay sao, giờ đi lại cũng khó khăn. Mà em cảm ơn Hội đồng Hương rất là nhiều, với Hội đồng Hương ở Bến Cóc của em cũng rất là nhiệt tình đó, có xe đưa đón cho em lên từ ở phòng hiện trọ lên tới cái xe Bình Dương rồi được tạo điều kiện lên tới đây nữa. Suốt 4 tháng giãn cách, chị Nguyễn Thị Mộng Trinh phải ở nhà, không thể đi làm. Cuộc sống của chị và gia đình chỉ quẩn quanh 4 bức tường trong căn phòng trọ. Nay biết sắp được về quê, chị vô cùng vui mừng. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, các thai phụ được đón về quê đợt này phải có tuổi thai từ tuần thứ 25 trở lên, có kết quả siêu âm kèm theo, là người dân Quảng Ngãi hiện đang làm việc sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, có địa chỉ gia đình cụ thể tại Quảng Ngãi và có nguyện vọng về quê để sinh nở. Cũng nằm trong kế hoạch đón thai phụ về quê của tỉnh Quảng Ngãi trong ngày hôm nay.